chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang, đồng đô la Mỹ tăng giá, động thái của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý 2 năm 2018 đã thể hiện rất rõ tâm lý của nhà đầu tư trước tác động từ tình hình thế giới. Vậy những thông tin trên đã có những ảnh hưởng thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua và trong thời gian sắp tới? Sau chiến tranh thương mại thì nhà đầu tư chứng khoán và giới chuyên gia đang lo lắng điều gì? Chứng khoán cuối tuần này sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho chủ đề này. Trước tiên mời quý vị cùng nhìn lại một số diễn biến nổi bật đáng chú ý trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và những tác động ban đầu đến thị trường toàn cầu qua phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Sau một thời gian tạm lắng, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại bùng phát mạnh mẽ trở lại. Ngày 15 tháng 6, Mỹ bất ngờ tuyên bố áp mức thuế 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ đô la Mỹ, áp dụng từ ngày 6 tháng 7. Đồng thời, hạn chế dòng tiền đầu tư của nước này vào ngành công nghệ cao của Mỹ. Ngay lập tức, Trung Quốc lên tiếng sẵn sàng trả đũa để bảo vệ lợi ích của nước này. Nước này sẽ áp dụng mức thuế tương ứng 25% đối với 659 mặt hàng của Mỹ trị giá 50 tỷ đô la Mỹ, tương tự như động thái của phía Mỹ. Trong một động thái nhằm gia tăng sức ép với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tiếp tục công bố các kế hoạch áp mức thuế suất 10% đối với gói hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá tới 200 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc rõ ràng không có ý định thay đổi các hành vi không công bằng liên quan đến việc thu thập tài sản trí tuệ và công nghệ Mỹ. Thay vì thay đổi các hành vi đó, giờ Trung Quốc đang đe dọa các công ty, công nhân, nông dân Mỹ, những người vốn không làm gì sai. Đáp trả Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ có những biện pháp tương xứng nếu chính phủ Tổng thống Donald Trump áp dụng danh sách thuế quan bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Nếu Mỹ có các biện pháp bảo hộ đơn phương làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản ứng và thực hiện các bước đi cần thiết để bảo vệ các quyền công bằng, hợp pháp của chúng tôi. Theo kế hoạch, Trung Quốc cũng sẽ áp đặt thuế quan đối với 545 mặt hàng của Mỹ vào ngày 6 tháng 7. Trước những động thái đáp trả nhau một cách khá cứng rắn của cả hai bên, các nhà phân tích lo ngại nếu cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung xảy ra, nó không chỉ gây tác động hạn chế đến tăng trưởng ở hai nước này, mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thuế quan của Mỹ và các biện pháp đối phó áp đặt bởi các nước khác có thể làm tăng chi phí thương mại toàn cầu lên 10% và giảm 6% thương mại toàn cầu. Điều Mỹ đã làm là làm tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu. Lịch sử đã chỉ ra rằng rất nhiều việc làm cũng đã được tạo ra khi nước Mỹ tham gia hoạt động thương mại với các nước khác. Chúng ta cần phải giải thích cho Tổng thống Trump rằng nếu chúng ta tiếp tục thương mại, chúng ta vẫn duy trì được nền kinh tế phát triển. Hy vọng rằng ông ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, bởi con đường mà nước Mỹ đang đi sẽ không có kết quả tốt đẹp. Quay trở lại đối với nền kinh tế Việt Nam, giới chuyên gia cho rằng chắc chắn chúng ta cũng sẽ không nằm ngoài những tác động tiêu cực của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tính đến thời điểm hiện tại, điều này thể hiện rõ nhất ở sự biến động tỷ giá của Việt Nam đồng so với đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, thị trường vốn của Việt Nam có thể phải đối mặt với nguy cơ dòng vốn nước ngoài sẽ bị rút ra để quay trở lại nước Mỹ. Là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đẩy cái giá đồng, tức là không những làm vì hiện nay cái giá làm khiến cho cái giá đồng tiền Việt Nam sẽ tăng lên, và theo chúng tôi tính toán thì nó tăng khoảng 9 đồng Việt Nam đồng trong quý 2 năm 2018 và khoảng 5 Việt Nam đồng tăng lên 1 đô la trong quý 3 và khoảng 1 đồng Việt Nam tăng lên so với đồng đô la trong quý 4. Và như vậy cái giá đồng tiền Việt Nam sẽ tăng lên và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái khoản xuất nhập khẩu Việt Nam. Và cái hai là cái cuộc chiến này thì nó sẽ là khiến cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam là giảm 0,08% năm 2018 và năm 2019 thì giảm 0,14% và kể cả kim ngạch xuất khẩu đều suy giảm. Và mỗi lần có cái sự đáp trả giữa Mỹ và Trung Quốc thì đồng loạt các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đều giảm điểm và Việt Nam thì cũng rơi vào cái vòng xoáy như vậy. Ngoài ra là cái chiến tranh thương mại thì cũng ảnh hưởng trực tiếp ngay đến những động thái về tăng lãi suất cũng như là cái tỷ giá của đồng đô la với đồng Việt Nam. Vì vậy là sẽ ảnh hưởng đến những lo ngại của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán về cái việc là nhà đầu tư nước ngoài có thể là những cái nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư nước ngoài quyết định rút vốn ra khỏi thị trường.
Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh tranh chấp thương mại diễn ra, một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn có khả năng được hưởng lợi. Tỷ giá mà đồng Việt Nam nó yếu đi, thì thực ra cái hàng Việt Nam mà xuất khẩu sang Mỹ sẽ dễ dàng hơn. Đối với những hàng mà Việt Nam vẫn đang có lợi thế, bản thân là cái hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc hiện nay cũng rất nhiều. Đấy, thì hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc thì bây giờ nếu như mà Mỹ, các hàng hóa của Mỹ cũng bị Trung Quốc trả đũa là đánh thuế chẳng hạn, thì có những cái hàng mà từ Việt Nam mà nó có thể thay thế được phần nào đó thì nó cũng có thể là được lợi từ đó. Có thể nói rằng cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn còn diễn biến phức tạp và Việt Nam khó có thể tránh khỏi các tác động tiêu cực. Việt Nam chỉ có thể chủ động đưa ra những phương án giải pháp khác nhau để hạn chế ít nhất những rủi ro từ cuộc chiến đó. Vậy những thông tin trên đã có những ảnh hưởng thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua và trong cả thời gian sắp tới? Giới đầu tư lo lắng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thị trường chứng khoán tiếp tục sẽ diễn biến như thế nào? Phóng sự sau của chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Khối lượng giao dịch không được cải thiện kết hợp với tâm lý của nhà đầu tư bị tác động tiêu cực bởi các sự kiện trên thị trường quốc tế như Fed tăng lãi suất, căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và các đối tác leo thang khiến cho chỉ số thị trường chưa thể thoát khỏi xu hướng giảm. Giá trị giao dịch bình quân tại hai sàn trong tháng 6 chỉ đạt 5.623 tỷ đồng và tiếp tục giảm xuống 3.911 tỷ đồng trong hai tuần đầu tháng 7, mức thấp nhất trong 17 tháng. Tháng 6 cũng là tháng thứ 5 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài duy trì đà bán ròng trên thị trường khớp lệnh. Tuy nhiên, quy mô bán ròng đã giảm đáng kể so với 2 tháng trước, xuống mức 1.800 tỷ đồng. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận thì khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ 201 tỷ đồng trong tháng. Thị trường tiếp tục bị bán ròng 1.557 tỷ đồng khớp lệnh trong 2 tuần đầu tháng 7 và chỉ mua ròng 117 tỷ đồng thỏa thuận. Tính chung từ đầu năm, bán ròng 10.681 tỷ đồng khớp lệnh tạo áp lực rất lớn lên tâm lý thị trường. Theo SSI Research, cuộc chiến thương mại đã không còn là ẩn số mà đang rõ ràng và có ảnh hưởng nhất định đến dòng vốn nước ngoài tại Việt Nam. Xu hướng rút vốn khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu của Việt Nam đã bắt đầu vào tuần thứ 2 của tháng 2, cùng thời điểm với sự sụt giảm của chứng khoán toàn cầu và kéo dài cho đến cuối tháng 3 và đến nay. Phiên ngày 17 tháng 7, bất chấp đà tăng mạnh của thị trường, khối ngoại vẫn không ngừng bán ròng với giá trị 175 tỷ đồng. Đối diện với cái tình hình như vậy thì mình cũng xác định là nếu như mà xác định là thị trường nó sẽ còn tiếp tục giảm thêm vài phiên nữa thì mình cũng sẽ nhanh chóng là chọn cái giải pháp là stop loss, và khi mà nếu mà mình vẫn còn niềm tin vào những cái mã cổ phiếu đó thì mình sẽ cover lại khi mà ở mức giá thấp hơn. Nhìn chung nó gọi là tiêu cực đối với thị trường chứng khoán thế giới và thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên nếu mà so sánh với các nước trong khu vực ASEAN hiện nay, quy mô giao dịch cũng như là cái tình diễn biến giao dịch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc rồi xuất Việt Nam với cả Mỹ thì rõ ràng là chúng ta ít bị ảnh hưởng hơn, và rõ ràng là cái nước bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là cả Philippines, Malaysia, còn Việt Nam là trong số ít nước mà bị ảnh hưởng đến cả cái câu chuyện chiến tranh thương mại. Cái việc chiến tranh thương mại đến thị trường chứng khoán của chúng ta thì rõ ràng rằng là đầu đó mới chỉ dừng lại ở mức tâm lý mà thôi. Vậy chúng ta chưa có một cái thông tin chính thức nào liên quan đến thương mại giữa Mỹ và Việt Nam có thể bị ảnh hưởng. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới 1/3 lượng vốn. Đó cũng là lý do mỗi lần nước ngoài bán ròng, chứng khoán Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh việc bán ròng trên toàn thế giới khi Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư nước ngoài cũng đang có tâm lý lo ngại chu kỳ 10 năm lặp lại với thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư trong nước thì giao dịch cầm chừng khiến thanh khoản sụt giảm. Bản thân mình thì bây giờ mình vẫn đang tiếp tục theo dõi, quan sát và theo dõi, bởi vì là kinh tế, kể cả kinh tế vĩ mô ở trong nước hay là của kinh tế ở phía bên ngoài, kinh tế thế giới thì nó cũng sẽ tác động ít hay nhiều trực tiếp đến chỉ số VN Index luôn. Ví dụ như là những vấn đề nóng về bất động sản giai đoạn vừa qua này, rồi vấn đề về tỷ giá, hay là ở phía bên ngoài thì có những cái căng thẳng về thương mại giữa các quốc gia lớn. Thì mình vẫn đang tiếp tục theo dõi, và những cái đấy thì khi nào mà những vấn đề vĩ mô ấy được, tức là sẽ có những cái bức tranh khả quan hơn thì chắc chắn lúc đó thì thị trường ở trong nước cũng sẽ khởi sắc hơn. Hiệu ứng bán ròng của khối ngoại cũng như diễn biến không tích cực về mặt kỹ thuật của chỉ số và các cổ phiếu blue chip khiến cho rủi ro thua lỗ tăng cao. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho tâm lý nhà đầu tư nội thận trọng. Chiến tranh thương mại nó luôn luôn có hai mặt của nó. Rõ ràng rằng là nếu như cái việc chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra căng thẳng thì ngay cả đến người tiêu dùng của Mỹ cũng không có lợi ích gì cả. Và đâu đó cũng sẽ làm cho cái
giả dụ như mặt bằng lãi suất, lạm phát của Mỹ cũng sẽ bị tăng lên, và đâu đó ảnh hưởng đến cái khả năng tiêu dùng của chính nước Mỹ. Do đó thì hiện tại chúng ta đang thấy một số các cái căng thẳng là hiện hữu. Tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng rằng cả hai nước Trung Quốc và Mỹ hay là một số các cái quốc gia lớn khác sẽ tìm được một cái điểm cân bằng nào đó để duy trì cái thương mại toàn cầu, chứ không chưa chắc đã là nó sẽ diễn biến tệ đi nhiều. VN Index đã giảm xuống mức khoảng 930 điểm trước khi hồi phục trở lại, hồi phục khoảng hơn 100 điểm. Tuy vậy thì nếu về mặt lý thuyết sóng Elliott thì cái sóng 1, có nghĩa là cái sóng tăng mới, nó chưa có đủ cơ sở hình thành, bởi vì là cái chỉ số vẫn chưa vượt qua cái mốc đỉnh cũ. Khi mà nhà đầu tư nước ngoài trong và ngoài nước nhìn thấy những biến động về vĩ mô, những cú sốc về nền kinh tế thì rõ ràng là họ sẽ thay đổi cái chiến lược giao dịch. Rõ ràng chúng ta từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 chúng ta nhìn thấy cái lượng mà bán ra đều đặn của khối ngoại cũng là một cái mà tương đối cảnh báo với việc là dòng tiền khối ngoại đang bán ra trên thị trường. Chính vì thế mà chúng ta có thể thấy rằng cái câu chuyện khối ngoại bán ra đó là từ trước nay khối ngoại vẫn là một động lực chính để cái thu hút cũng như là lực hỗ trợ cho cái dòng tiền vào những nhóm cổ phiếu lớn thúc đẩy VN Index, thì ở đây khối ngoại đã giải ngân đã chậm trở lại và có dấu hiệu bán ra, rõ ràng là nó đã ảnh hưởng đến cái xu hướng cái dòng tiền tham gia vào thị trường, và chính vì thế mà thị trường mà trong hiện nay thì nó đang rơi vào giai đoạn điều chỉnh. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về những tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tới các nền kinh tế khác như các quốc gia tại khu vực EU hay chính Việt Nam, mới đây chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Dennis Brunetti, đồng chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm tại Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông ạ. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa ông, là có rất nhiều xung đột thương mại hoặc chiến tranh thương mại đã xảy ra trong thời gian gần đây. Vậy làm thế nào để đánh giá tác động của những sự kiện này lên các nước như Việt Nam ạ? Chiến tranh thương mại làm tăng rào cản đối với tự do thương mại. Về cơ bản là làm tăng chi phí lên hàng hóa, dịch vụ, làm cho doanh nghiệp khó có thể chấp nhận được. Đồng thời, làm giảm nhu cầu tiêu dùng cũng như suy giảm niềm tin của người tiêu dùng. Và tất nhiên là nó sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Do đó, điều quan trọng là không được đồng thuận với chiến tranh thương mại mà gạt bỏ tự do thương mại. Tại Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tin tưởng vào tự do thương mại. Chúng tôi tin tưởng vào việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và chắc chắn là không có chiến tranh thương mại. Đó không phải là điều mà chúng tôi mong muốn hay ủng hộ. Thực tế, chúng tôi nhận thấy cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và cả châu Âu vẫn chưa tác động nhiều đến hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu cuộc chiến tranh thương mại vẫn tiếp tục xảy ra, thì sẽ có những tác động tiêu cực đến Việt Nam. Vậy các doanh nghiệp châu Âu sẽ phản ứng như thế nào với các cuộc chiến tranh thương mại? Liệu họ sẽ rút vốn từ thị trường Việt Nam? Trước tiên, tôi muốn nói rằng các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam chúng tôi rất tự tin và cũng rất vui khi môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã rất tốt, giúp cho các doanh nghiệp của chúng tôi phát triển tích cực. Hàng năm, chúng tôi có những cuộc khảo sát trong số các doanh nghiệp châu Âu đến Việt Nam, thì chúng tôi nhận thấy có trên 60% doanh nghiệp châu Âu lớn mạnh tại Việt Nam nhờ môi trường kinh doanh cải thiện, thông thoáng và thuận lợi. Và trên 70% doanh nghiệp cho biết họ sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong quý tới. Điều này cho thấy rõ ràng rằng khối các doanh nghiệp châu Âu của chúng tôi không chịu tác động của cuộc chiến thương mại, mà ngược lại, chúng tôi lại lạc quan về tương lai hợp tác của khu vực châu Âu và Việt Nam bởi Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực trong thời gian tới. Khi hiệp định này có hiệu lực, tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp từ châu Âu và Việt Nam. Chúng tôi có thể nhìn thấy hàng tỷ đô sẽ đổ vào thị trường Việt Nam thông qua các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, công nghệ cao, du lịch, giáo dục, vận tải và đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tin rằng Việt Nam đâu đó cũng sẽ được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Trung Mỹ, ví dụ như chi phí hàng hóa sẽ tăng tại Trung Quốc và điều đó có thể khiến cho các doanh nghiệp nước ngoài chuyển hướng sang tìm kiếm các thị trường khác có chi phí rẻ hơn, trong khi Việt Nam lại là một nước láng giềng rất gần với Trung Quốc và có nhiều nguồn nhân công giá rẻ và chất lượng hơn. Do đó, Việt Nam có thể được hưởng lợi từ điều này. Vậy theo ý kiến của ông thì về tương lai, các cuộc chiến tranh thương mại sẽ như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng bức tranh tương lai tại Việt Nam là khá tươi sáng. Thứ nhất là bởi Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu với Việt Nam sẽ giúp cả hai phía được hưởng lợi, khi châu Âu là một thị trường rộng lớn với trên 500 triệu dân, còn Việt Nam cũng có tới 95 triệu dân. Đây là hai thị trường đầy tiềm năng. Rõ ràng, về mặt dài hạn, nếu cuộc chiến tranh thương mại tiếp tục xảy ra thì nó sẽ có những tác động không nhỏ đến nhiều phía của kinh tế toàn cầu. Cụ thể hơn thì Trung Quốc là một thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, còn thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam lại là Mỹ. Lúc này Việt Nam là nước đứng giữa, sẽ khó tránh khỏi tác động của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tôi nghĩ cách tốt nhất để hạn chế những tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh này đến Việt Nam chính là việc thúc đẩy Hiệp định Thương mại giữa châu Âu và Việt Nam sớm có hiệu lực. Chúng tôi hy vọng chiến tranh thương mại sẽ chỉ tạm thời xảy ra ở thời điểm hiện tại và sẽ sớm kết thúc trong một vài tháng tới. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của kênh truyền hình VTV ạ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.